Chào cả nhà, bây giờ mình sẽ quay cho cả nhà xem vườn mướp Hương đã trồng được gần 20 ngày rồi. Bây giờ bắt đầu đang bò lên vàng. Đây là mình trồng lỗ khoảng tầm 5 tấc cả nhà. Cái cây này bị ốc ngứa ăn, có phải đi bắt với rải thuốc. Lỗ kế rồi để ra vài bữa nó bỏ phân với lại NPK. Bây giờ đọt tôm ra quá trời. Tháng mưa này nước còn mình tháo nước đánh mương tháo nước vẫn còn ngập quá trời. Ở đây là trồng lại đợt này là đợt thứ ba nè. Đợt thứ ba này là trồng lại là trồng dưa leo. Bây giờ trồng đôi là bỏ đôi. Tại đợt trước bầu rồi tháo bạc anh đôi rồi, giờ cứ trồng đôi bỏ đôi, bạc cũng muốn rách tơ thả hết rồi. Ở đây mình tận dụng lứ còn lại sử dụng luôn. Nói chung là đợt này trồng mướp nó cũng ngon lắm, không có bị khảm, phun thuốc bỏ trĩ với lợi sâu với đầy đầu nhiều phun rồi bây giờ nó cũng lên mướp mượt à. Cái cửa đầu tiên thì mình có tứ DB hiện xanh như thế này nè. Trồng lại đợt thứ ba này cũng có một vài cây nó bị chết, phải dặm lại cho nên cũng không có điều luôn. Đợt hai dài giờ bắt anh đã đang bò anh vàng được gần 20 ngày rồi. Tháng mưa này còn ôi nước, nói chung là phải tháo cho kỹ cho máy nó ngập thúi rễ. Ở đất đây là đất đen nha cả nhà, giờ này đúng đất đen luôn. Nói chung là tháng này mất hơn cũng dễ làm chứ không cũng khó. Máy tháo đường mương xuống có máy đặt máy bơm nước bơm lên đám cỏ luôn. Đọt mướt mượt cỡ này là lên rất là nhanh, cỡ này cứ ngày đi mà ra một lóng à. Chừng 10 ngày nữa là thấy bò lên vườn trái đóng rồi. Hôm nay mưa quá trời luôn, cái này dặm lại nè, ống ngứa ăn rồi lớp nó bị bỏ hộp nó không có lên đều á, dặm lại cái trước cái sau. Đợt này thì nói chung nữa nó không bị queo, không có dây nào queo luôn, có điều cây nó không đều thôi. Chịu thóp khó phun thuốc bệnh luôn người nữa, tháng mưa nó bị bệnh. Mưa này tháo bơm nước vẫn còn ứ lại nữa. Này vụ thứ ba rồi đất cũng giãn hết, mình xới lại thì ngon hơn rồi. Nhưng tháng mưa thì không thể xới được. Máy này đặt ở đây là bơm liên tục luôn, cứ mưa xuống là phải bơm, mưa xuống là có nước phải bơm cho đất ráo mớp mới xanh, mới lên xanh như thế này. Giai đoạn này bắt đầu ra rễ rồi, tắp bên ngoài luôn. Mới có cũng mớp Hương này cũng không có bệnh gì nhiều, cứ 7-10 ngày mình xịt ngừa thuốc bệnh với lại sâu với bỏ trĩ, nhiều xịt bỏ trĩ. Ở đây là bỏ họ hai hộp luôn, dỡ lên luôn. Cái đợt này nó lên đều nè, mình cho nên bỏ hộp rồi lại lên chậm hơn. Cái hạt lá mớp này là nếu mà bạc đôi nào cũng trồng luôn á, tại vì đợt bầu cái trước là tháo ra rồi. Bầu trồng đôi bỏ đôi cho nên giờ tận dụng lại thôi, chứ không chứ mớp thôi thường thường là đôi đâu phải trồng. Vàng này mấy mớp phải dăng vàng lại, mớp bò gần tới đóng rồi rảnh rảnh phải dăng vàng lại, tại xả dây màu xuống rồi đâu có gỡ được, vàng trên bằng nhợ mà. Mấy hàng mớp nó đều trưng luôn. Bữa hai nó bắt đầu mình bỏ NPK vô,
có phân chuồng mình bỏ vô lỗ rồi luôn. Cái tháng mưa này vài bữa nó cao, nó có hái rồi mình mới đổ phân hoài rồi. Nó còn xanh cho nên mình cũng nắng nắng là cũng chưa có bỏ NPK vô. Cái dây này nó bị héo dưới gốc, qua vậy cũng có một số dây chết tại đất mình trồng liên tục không có nghỉ luôn, nó mất mượt luôn. Sáng sớm mà mình thường thường ra thăm đồng coi cây nó có bị bệnh gì, có hiện tượng gì không, có sâu rầy không, rồi mình xịt. Cốc này mưa mình xịt buổi sáng không, chiều thua, chiều bữa nó mưa dầm, có dây bị chết. Cái này là chết đất rồi nhờ, nên không có thuốc trị được, chết dây héo chết luôn. Đợt bầu cái trước trồng cũng có chết nữa. Giờ cái đất này mình không có xử lý, mình trồng liên tục mấy vụ vào mùa mưa này không có xới lợi xử lý được, trồng nó bị nhiễm nấm bệnh virus. Đợt này thì mớp nói chung là cũng dễ làm, không có bị khảm nè, nó không có bị queo nè. Giai đoạn này là cũng trồng hồi hộp lắm, dễ bị queo. Nhưng mấy dây này là mà lên điều trưng này, bỏ hộp ngâm nước mọng, bỏ hộp lên điều trưng, có mấy chỗ nào nó thối hộp mà dậm lại thì nó không có điều. Đo nằm giác đường mương, trời là giác đường mương luôn. Hôm nay ngày nào mưa mà mưa có điều không lớn, có mấy cái đợt trước là mưa lớn ngập nước, ngập mắt bạc luôn, nó bơm ra. Cái bữa nay mưa dầm dầm không có tới nước, lạnh đất, ôi nước là lạnh đất. Trời bữa nay không có nắng luôn, mấy bữa nay là mây mù khắp nơi luôn, chiều là mưa dầm. Mấy nói chung mốc hương thì tháng này thì trồng mày cũng dễ chứ cũng không khó. Ở đây làm lứ vậy bắt đọt cũng nhẹ nhàng. Lứ này mình nói chung mình xài được cũng mấy mùa. Lứ trắng này hiện tại giờ cũng 90.000, 95.000 một ký. Cái cây này chết. Lên đều giờ mình dặm lại cũng chết. Này cái đang cây nữa nè. Chết theo gốc, có chỗ nó lên ngon lắm. Nè, cây này héo vậy là xong rồi đó. Xịt thuốc bệnh không có tác dụng gì, nó bị bệnh là cái này do đất. Đất là mình chỉ kích có xử lý đất thôi. Cây nó không chết. Cái mùa khô này xới đất là phải xử lý đất. Mùa mưa này không xới là được, để chỉ làm tiếp vụ thứ ba luôn. Ở đây bà con nông dân ở đây là làm tới vụ thứ ba, thứ tư luôn. Có người làm tới để bạc làm tới vụ thứ tư luôn. Nó không có xới được, mưa không. Cái này bị héo gốc đó nè. Héo giờ mình xịt thuốc nó cũng không có tác dụng gì nhiều. Giờ mình chỉ cái tưới gốc thôi. Cây này chết rồi. Mây che mà mặt trời nó ẩn nắng. Giờ này cũng khoảng cỡ chiều tối rồi, cũng khoảng cỡ 4-5 giờ rồi. Giờ này bình thường là mưa, bữa nay là thấy mây không, không biết tối nay có mưa không. Mấy cái dây mớp lên đều ngon ghê. Bạc thì bấy bá ra, cỏ lên quá trời. Mấy hàng này nó lọt sọt lên không đều này, dậm lại cây bự cây nhỏ, cây bự cây nhỏ. Cái hàng này nó có chung cũng ngon nè, nó cũng không có chết như nào. Đất mà xới là nó xốp, nó lên còn ngon hơn. Không xới rồi trồng nó vụ thứ ba rồi nè. Mớp nó cũng xanh, nó rễ nó ra cũng mạnh nè.
bầu trước còn. Bắt đọt lên hết rồi. Giờ bữa nó cái dây nào rớt xuống bắt lên tiếp. Ngon ghê. Nước mượt. Vì nó mới là đọt ở trên, cái cọng nó nhỏ từ lên trên, cái cọng nó bự ra bằng bằng ngón tay út luôn. Bây giờ nó nhuyễn giờ dưới nhuyễn thì lên trên nó mới nở cọng ra, nó mới to rồi. Nó bung nhánh ra nhiều. Mớp hương này mà phân diêm đủ sức là nó lên tốt lắm. Dây tốt, trái nó dài. Nói chung là tháng này mình trồng đợi sen canh liên tục, chứ trồng cùng họ thì nó dễ bị bệnh lắm, trồng đổi món. Không có qua thì bầu bí xong thì phải trồng lại mớp hương hay là đậu bắp, chứ mình trồng bầu bí lên khỉa là nó dễ bị queo lắm. Mấy dây này ngon ghê, có bệnh với loại sâu này mình phun, còn có thì mình cũng thăm chừng, có mình xịt để nó lây, con này kia chết nó lây. Nó mất hơn mình nãy giờ mình đi vòng vòng thì hầu như không có thấy dây nào bị khảm, bị từ bi. Nó mà bị queo cái là nó lấy sang mấy dây kia, do mấy con bọ trĩ đâu, mũi hành hay là mấy con rầy nó chích nó lây. Tối nào mình cứ đi rọi thì mình bóc ngứa, còn không đi bắt ốc là ăn rải thuốc cũng còn ra, mà ốc đẻ trứng đâu quá trời quá đất. Đám ruộng này cũng khoảng cỡ tầm 4.000 mét vuông cả nhà, vườn nửa mẫu á. Giờ mình trồng đôi bỏ đôi thì nó cũng không có nhiều luôn. Video cũng dài rồi, mình cũng kết thúc tại đây nha cả nhà. Nếu nhà thấy hữu ích hay vô ích thì cho like và chia sẻ. Và nhớ đăng ký kênh để xem video mới nhé. Chúc cả nhà nhiều thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nhé cả nhà.